Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Biên Gia Lai. Kênh Nhà Đất Biên Gia Lai hôm nay là tiếp tục giới thiệu cho anh em một lô đất nằm ngay trên con đường Hùng Vương, quốc lộ 14 thuộc tổ dân phố 10 thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Lô đất của chúng ta có cái tổng diện tích là 147m², mặt tiền đường là 4m, đi sâu vào là 36m và có 80m đất thổ cư. Và lô đất của chúng ta là trung tâm thị trấn huyện Chư Sê nhé, là một cái vị trí kinh doanh buôn bán sầm uất bậc nhất của thị trấn huyện Chư Sê. Và xin mời anh em hãy hướng ra màn hình phía trước để mình quay chi tiết lô đất và mình giới thiệu cho anh em. Con đường quốc lộ 14 đường Hùng Vương, từ vị trí này thì chúng ta đến chỗ ngã tư Đồng Hồ anh em này. Ngã tư Đồng Hồ rơi vào khoảng 50m nhé. Và từ vị trí này thì chúng ta về tới chợ, siêu thị, công viên rơi vào khoảng 500-600m. Và như anh em nhìn thấy, khu vực đây kinh doanh buôn bán rất là sầm uất nhé, ở hai bên con đường quốc lộ 14. Và lô đất của chúng ta là một căn nhà cái kìa, căn nhà có cái cửa màu xanh á, là mặt tiền đường là 4m, đi sâu vào là 36m và có 80m đất thổ cư nhé. Đây, như anh em nhìn thấy, khu vực đây kinh doanh dày đặc nhé, không có thiếu bất cứ hạng mục kinh doanh nào khu vực này. Và từ vị trí này thì chúng ta về tới thành phố Pleiku rơi vào khoảng 37 cây số nhé. Và cũng trên con đường này chúng ta đi ra ngoài Bắc. Mình xin nhắc lại cho anh em một lần nữa, lô đất của chúng ta có cái tổng diện tích là 147m², mặt tiền đường là 4m, đi sâu và là 36m và có 80m đất thổ cư. Và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 1.500.000.000 nhé, 1.500.000.000. Và lô đất của chúng ta là có hướng Tây, anh em. Nếu nghe có nhu cầu thì liên hệ theo mình số 0946980644. Cuối cùng hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất mình đăng trên YouTube nhé.